Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ ba ngày mùng 3 tháng 9. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Mục 50 năm thực hiện di chúc của Bác, chương trình có bài Ngành giáo dục Hưng Yên làm theo lời Bác. Phản ánh về lực lượng vũ trang tỉnh, đơn vị điển hình của tỉnh trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhà máy nước Thịnh Phát ở xã Yên Phú đẩy nhanh lắp đặt đường ống phục vụ nhân dân. Một hộ dân ở xã Hải Triều huyện Tiên Lữ thu trên 7 tấn nhãn. Thôn Ngải Dương gia đình dù huyện Văn Lâm điện yếu ảnh hưởng đến đời sống người dân. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân để người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, tỉnh đã có nhiều chế độ chính sách hỗ trợ khuyến khích người dân mua bảo hiểm y tế, trong đó chính sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo mua bảo hiểm y tế đã và đang được các cấp, các ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, tỉnh đã trích ngân sách 52 tỷ đồng hỗ trợ gần 19.000 người nghèo, trên 25.000 người cận nghèo và 42.400 người thuộc hộ nông nghiệp có mức sống trung bình mua thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó, người nghèo và người cận nghèo được tỉnh hỗ trợ 100% tiền mua thẻ bảo hiểm y tế. Người thuộc hộ nông nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 60% số tiền mua thẻ bảo hiểm y tế. Việc tỉnh hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ giúp họ phơi bớt khó khăn khi không may mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính phải điều trị lâu dài, mà còn góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhất là ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Nhằm hướng tới phát triển một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa bền vững, những năm qua, huyện Vô Cư đã đẩy mạnh việc thành lập các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sạch an toàn. Hiện toàn huyện có 8 hợp tác xã nông nghiệp được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp các hợp tác xã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn việt gáp hoạt động chính trong việc sản xuất tiêu thụ các nhóm sản phẩm như nhãn cam bưởi các loại cá giống cá thương phẩm vải lai chín sớm vải trứng dưa lưới dưa vàng rau an toàn tham gia hợp tác xã người nông dân được tập huấn về kỹ thuật sản xuất bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm an toàn lao động nên năng suất chất lượng sản phẩm được nâng lên một số hợp tác xã bước đầu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất chủ động tìm kiếm thị trường cho nông sản nhờ đó sản phẩm làm ra cũng dễ dàng tiêu thụ hơn và đều có doanh thu mỗi năm lên đến hàng tỷ đồng như hợp tác xã an thịnh phát xã tống trân hợp tác xã nông nghiệp ngũ phúc hợp tác xã nông nghiệp thắng lợi xã tam đa hợp tác xã thủy sản hưng phát hợp tác xã nông nghiệp và thủy sản hưng thịnh xã quang hưng Nhờ xử lý, chăm sóc nhãn đúng kỹ thuật, giải vụ ra làm các trà nhãn sớm, trà chung và trà nhãn muộn, nên vụ nhãn năm nay, gia đình anh Vũ Khánh Toàn ở thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ đã thu được trên 7 tấn nhãn bán được giá cao. Và hiện nay anh đang tập trung thu hoạch nhãn trà muộn. Vườn nhãn của gia đình anh Toàn có diện tích 1,5 mẫu với hơn 160 cây gồm 3 giống nhãn chủ yếu là hương chi, nhãn khoai châu, nhãn T2, ngay khi vừa thu hoạch xong vụ trước, anh chủ động xử lý chăm sóc bón phân kích thích ra hoa sớm đối với 20% diện tích, còn lại thâm canh giải vụ sang trà chung và trà muộn. Do đó, vườn nhãn của gia đình anh cho thu một tấn nhãn sớm, 3 tấn nhãn trà chung. Hiện nay anh đang thu nhãn chín muộn. Sản lượng ước đạt trên 3 tấn với giá bán dao động từ 35.000 đến 60.000 đồng một kg. Trừ chi phí vụ nhãn năm nay, gia đình anh thu lãi trên 200 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhà máy nước Thịnh Phát trên địa bàn xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ được quy hoạch xây dựng để cung cấp nước sạch cho nhân dân 4 xã Yên Phú, Yên Hòa, Hoàn Long và Việt Cường từ tháng 5 năm 2018. Hiện nay, việc lắp đặt đường ống, cụm đồng hồ tới thôn xóm, khu dân cư đang được đơn vị khẩn trương thực hiện để phục vụ nhu cầu đăng ký sử dụng nước sạch ngày càng cao của nhân dân. Cuối năm 2018, đầu năm 2019, Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Tịnh Phát là chủ đầu tư nhà máy nước Tịnh Phát bắt đầu triển khai lắp đặt đường ống cung cấp nước sạch cho nhân dân hai thôn Đại Hạnh và Chấn Đông của xã Hòa Long. Do nhận thức ngày càng cao về ý nghĩa của việc dùng nước sạch trong đời sống sinh hoạt hàng ngày nên hầu hết các hộ dân đều đăng ký sử dụng. Do cái công tác tuyên truyền tuyên truyền của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương tới toàn thể cán bộ nhân dân trong bốn thôn trên bản của xã thì nhận thức của người dân là rất tốt. Người ta hiểu rõ được cái tầm quan trọng, tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch đối với sức khỏe và đối với cộng đồng và đặc biệt là trong cái nhu cầu eh, sinh hoạt. Gia đình bà Nguyễn Thị Hằng sau một thời gian sử dụng nước sạch từ nhà máy nước Thịnh Phát để thay thế cho nước giếng khoan, thấy vật dụng, đồ dùng sạch sẽ hơn, các dụng cụ máy móc không hay bị hỏng như trước kia. Bởi trước kia, dù nước giếng khoan đã được lọc qua nhiều lần, nhưng chất lượng không bảo đảm, quần áo vật dụng thường hay bị ố vàng, nước đóng cặn. Nay sử dụng nước máy được các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra chặt chẽ, nên bà và các hộ dân rất yên tâm khi sử dụng. Ngày xưa là dùng nước giếng khoan ấy là nhà bà cháu nhiều cặn lắm mà nó có cả bùn nữa. Nhưng từ khi mà dùng nước sạch rơi là thấy sạch sẽ. Đến nay, nhà máy nước Tịnh Phát đã hoàn thành lắp đặt hệ thống đường ống chính tới cả 4 xã có tổng chiều dài 120 km và lắp hệ thống đường ống nhánh đến các thôn xóm, hộ gia đình với chiều dài trên 80 km. Trong đó xã Yên Phú, Yên Hòa đã lắp đặt xong 95% và đến hết năm 2019 sẽ hoàn thành việc lắp đặt đường ống cung cấp nước tới hộ dân cho 4 xã. Bà con rất hưởng ứng cái cái, cái vấn đề sử dụng nước sạch. cho nên là là tôi phải đẩy nhanh vừa lắp đặt đường ống vào các thôn xóm vừa lắp đặt dịch vụ đồng hồ cho bà con sử dụng thậm chí nhiều nhiều lúc tôi còn phải đẩy nhanh đến ba bốn đội thi công lắp đặt đồng hồ cho bà con sử dụng nước. Nhà máy nước Tịnh Phát có tổng vốn đầu tư khoảng 65 tỷ đồng bằng công nghệ lắng lamen của Pháp công suất giai đoạn 1 là 2.700 m3 trên ngày đêm giai đoạn là là 10.000 mét khối trên ngày đêm. Đến nay, nhà máy đã cung cấp nước sạch cho 2.100 hộ dân và sẽ đáp ứng cung cấp đủ nhu cầu sử dụng nước cho khoảng 8.000 hộ dân của 4 xã. quý vị và các bạn, nhiều tập thể cá nhân có những biện pháp cách làm sáng tạo hiệu quả, trở thành những mô hình mới tiêu biểu, những tấm gương sáng tạo có sức lan tỏa sâu rộng trong đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh. Đó là những kết quả nổi bật trong thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ tại các cơ quan đơn vị trong Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh những năm qua. Thực hiện cuộc vận động, Ban Chỉ huy quân sự huyện Ân Thi đã chú trọng các việc làm mới, giải quyết việc khó với những mô hình thiết thực mang tính thực tiễn cao trong đó nổi bật là thực hiện phong trào quân đội trung sức xây dựng nông thôn mới hay chương trình nâng bước em đến trường trong chương trình này ban chỉ huy quân sự huyện phát động mỗi cán bộ nhân viên ủng hộ một ngày lương kết hợp với trích quỹ vốn mua xe đạp và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ học bổng tặng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi việc làm đã mang lại hiệu quả thiết thực tạo động lực để các em có thêm quyết tâm phấn đấu khắc phục khó khăn, vững bước trên con đường tới trường. Trong những năm qua thì chúng tôi đã tham gia xây dựng được 11 công trình phần việc, trong đó chúng tôi tập trung cao cho cái việc mà xây nhà tình nghĩa và xây dựng điểm trường mầm non, nhà văn hóa thôn và tặng quà học sinh người học vật khó. Thế chủ trương của năm 2019 thì chúng tôi tiếp tục nhân rộng cái mô hình nâng bước em tới trường. Đối với thiếu tá Nguyễn Văn Vượng, trường quân sự tỉnh thực hiện cuộc vận động. Đồng chí tự đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể, đó là luôn nỗ lực tự học, nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những năm qua, nhiều sáng kiến của thiếu tá Nguyễn Văn Vượng được Bộ Chỉ huy Quân dự tỉnh, quân khu đánh giá tốt và mang lại hiệu quả cao khi áp dụng vào thực tiễn. Sĩ quan dự bị Lê Văn Hoàn, trợ lý chính trị trung đoàn 126, luôn chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, tham gia huấn luyện lực lượng bảo đảm đúng thời gian, chấp hành nghiêm kỷ luật kết quả kiểm tra huấn luyện đều đạt khá giỏi. Tại địa phương, đồng chí tích cực tham gia các phong trào hoạt động, đặc biệt đồng chí còn năng động phát triển kinh tế. Hiện nay cơ sở sản xuất của gia đình đồng chí tạo việc làm cho 10 đến 20 quân nhân xuất ngũ, bảo đảm thu nhập ổn định. Một người quân nhân xuất ngũ về địa phương thì tôi luôn trăn trở về tìm cái hướng, cái cách nào để coi như là tạo công việc làm cho bản thân mình cũng như gia đình mình và cũng như là cho nhiều người dân. Thì chính xuất phát điểm đó thì tôi đã chọn cái ngành may là cái ngành mà coi như là để giúp đỡ được nhiều người, bà con nông dân lao động trong quá trình làm sản xuất thì tôi cũng luôn luôn quan tâm đến đến các con em chính sách và tạo điều kiện giúp đỡ để cho con em chính sách để có công an việc làm thứ hai nữa là tôi cũng rất quan tâm đến các anh em coi tham gia sau khi xuất ngũ về địa phương và có tư tưởng quay khởi nghiệp như tôi để mỗi đơn vị cá nhân học và làm theo bác đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu tạo sức lan tỏa đảng ủy quân sự tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào thi đua quyết thắng hàng năm qua đó từng cán bộ đảng viên quần chúng trong đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn về mục đích ý nghĩa của cuộc vận động coi đó là việc làm thường xuyên của mỗi tập thể và cá nhân phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị như phong trào thanh niên tiên tiến làm theo lời bác thanh niên tình nguyện hè ngày chủ nhật xanh Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Lời căn dặn của người, dù khó khăn đến đâu, cũng phải thi đua dạy tốt học tốt, đã trở thành mục tiêu phấn đấu để ngành giáo dục của tỉnh Hưng Yên vượt qua khó khăn, giành được những kết quả rất đáng tự hào trong thời gian qua. Năm 1959, trường Trung học phổ thông Hưng Yên, cơ sở giáo dục đầu tiên của tỉnh Hưng Yên được thành lập từ một mái trường với phòng học tranh tre, nứa lá, Đến nay nhà trường đã trở thành một trong những lá cờ đầu về chất lượng đào tạo. Để đạt được những kết quả này, tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường đã để mạnh phong trào học tập, làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và xác định những lời chỉ bảo gian dạy của người là kim chỉ nam hoạt động. Chúng tôi xác định học tập làm theo tấm gương của bác thông qua từng công việc cụ thể hàng ngày, đơn giản từ việc lên lớp đúng giờ thực hiện đúng cái quy chế chuyên môn thương yêu học trò như chính con em của mình. Năm 1961, khi về thăm lớp bộ giáo thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, Bác Hồ đã can dặn vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người. Những lời dạy đó đã được ngành giáo dục tỉnh ta ghi nhớ và cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua như trường ra trường, lớp ra lớp, kỳ cương tình thương trách nhiệm. Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức đổi mới phương pháp dạy và học và đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 342 trường ở các cấp học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tất cả các huyện, thành phố thị xã đều đạt chuẩn giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ mức độ 2. Việc học tập và làm theo tấm gương của bác thì được bọn em ứng dụng vào trong cách học tập là những việc rất là nhỏ ví dụ như là giữ gìn vệ sinh chung của trường học tập thật tốt lao động tốt chủ tịch hồ chí minh là một vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước việt nam bác đã hy sinh cả cuộc đời mình cho dân tộc việt nam cho đất nước chính vì thế thế hệ trẻ ngày nay cần phải phấn đấu hết sức mình ra sức học tập để hoàn thành tâm nguyện của bác cũng như là phấn đấu để xây dựng một đất nước việt nam tươi đẹp hơn giáo dục toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình như cô giáo nguyễn thị thúy trường Trung học phổ thông Đức Hợp lọt top 50 giáo viên toàn cầu. Em Nguyễn Minh Quân, trường Trung học phổ thông chuyên Hương Yên đạt huy chương bạc Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương. Em Lê Khang Hiếu, học sinh trường phổ thông Đoàn Thị Điểm Greenfield giải vô địch tin học văn phòng thế giới. Cô giáo Đặng Thanh Hải, trường Trung học phổ thông Triệu Công Phục, thầy giáo Nguyễn Thành Trung, trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật được Bộ Giáo dục vinh danh. Trong thời gian tới thì ngành giáo tạo cũng sẽ tiếp tục triển khai chỉ thị 05 gắn với cái nhiệm vụ chính trị của ngành đó là cái hoạt động đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và lấy học sinh làm trung tâm, rồi học đi đôi với hành lý luận gắn liền với thực tiễn trong cái hoạt động giáo dục nói chung thì coi trọng các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên. Với những kết quả đã đạt được, tin tưởng rằng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ không ngừng được nhân rộng, trở thành thế hệ vừa hồng vừa chuyên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh nhà. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Takagi Việt Nam tặng xe đạp cho 52 học sinh trường tiểu học số 1 và trường trung học cơ sở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hảo. Đây là con các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Mỗi em được nhận một chiếc xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Takagi Việt Nam tại khu công nghiệp Thăng Long 2 tài trợ. Món quà dù giá trị không lớn nhưng hết sức ý nghĩa là nguồn động viên kích lệ tạo điều kiện cho các em học sinh đi học thuận tiện, phấn đấu vươn lên trở thành những học sinh chăm ngoan, học giỏi. Chỉ còn ít ngày nữa là khai giảng năm học mới 2019-2020. Tuy nhiên hiện nay trường tiểu học Tiền Phong, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu giáo viên, ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học. Hiện nay nhà trường có 11 phòng học với tổng số 315 học sinh, tuy nhiên nhiều phòng học xây dựng từ lâu đã xuống cấp. Cơ sở vật chất thiếu thốn chỉ có 2 máy chiếu phục vụ cho công tác giảng dạy. Trường không có phòng chức năng, không có phòng tổ chuyên môn. Khu nhà vệ sinh cho học sinh diện tích nhỏ hẹp, không có cánh cửa, mái tre. Một phần diện tích của trường không có tường bao quanh với khu vực ao hồ, những năm gần đây, do gia tăng số lượng học sinh đầu vào trong khi đó không được bổ sung giáo viên, đây cũng là một khó khăn của nhà trường trong công tác giảng dạy trong năm học mới. Trước thực trạng trên, rất cần các cấp các ngành sớm có giải pháp tháo gỡ và cùng chung tay hỗ trợ để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Mặc dù hàng tháng vẫn đóng tiền điện đầy đủ, nhưng thời gian qua, cuộc sống của người dân thôn Ngải Dương, gia đình dù huyện Văn Lâm bị đảo lộn do nguồn điện quá yếu. Chỉ trong vòng một tuần, điều hòa nhiệt độ của gia đình anh Trần Văn Tuấn ở thôn Ngải Dương đã hai lần bị cháy. Công riêng gia đình anh, một số hộ xung quanh như hộ ông Nguyễn Văn Trung, Trần Văn Hùng đều bị hỏng thiết bị điện gia dụng, điện tử như điều hòa, bóng đèn, sạc điện thoại, quạt mát. Nguyên nhân là do điện áp không ổn định, chập chờn. Điện đóm lớp này ở cái khu mình ý, thì thật sự là rất yếu, nó cứ khoảng vào tầm từ 8 giờ tối, thậm chí đến kéo dài đến tầm 3 4 giờ sáng. Đời sống sinh hoạt là có rất nhiều phức tạp. Nói chung là trẻ con thì nóng nôi mà điện thì không dùng được, nhiều thiết bị không dùng được. Như ví dụ như điều hòa không dùng này, quạt nhiều lúc còn không dùng được. Nồi cơm thì cắm nhiều khi giờ cao điểm cũng cắm nhiều khi còn sống cơm. Trưa là yếu mà. chưa trưa đến chiều là yếu, chứ không phải là nhất chưa ban đêm, ban ngày cũng có. Trong khi đó, ông Trần Văn Điệp, giám đốc hợp tác xã dịch vụ Tổng hợp xã Đình Dù, đồng thời là bí thư tri bộ kiêm trưởng thôn Ngải Dương, là đơn vị đang đảm nhiệm việc quản lý, cung cấp điện cho nhân dân thôn Ngải Dương, lại phủ nhận những gì người dân phản ánh. Có những video người dân gửi và nói là lúc khoảng 7h30 tối mà điện toàn thôn là không sáng, chỉ có một bài anh nghe người ta nói thì là như thế nào? À đấy thì có thể là do mất điện lưới, người ta ra đình người ta phát vô... Bây giờ dân người nhiều phát điện lắm, không điện đâu, nhà tốt không có phát điện. Người ta phát điện lắm, người ta phải phát lên Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên thời sự, hiện trên địa bàn gia đình Dù có 12 trạm biến áp cung cấp điện cho hơn 2.400 hộ dân, trong đó có hai trạm phục vụ người dân thôn Ngải Dương. Tuy nhiên, các trạm biến áp này đều nằm xa khu dân cư, hệ thống dây dẫn xuống cấp, không được đầu tư trong nhiều năm, trong khi đó, dân số cơ học của thôn Ngải Dương tăng nhanh qua các năm nên không đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của người dân. Các hộ càng ở xa, các trạm biến áp, tình trạng điện yếu, không ổn định xảy ra càng thường xuyên. Trước phản ánh của nhân dân, ngày 15 tháng 8, Điện lực Văn Lâm, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp gia Đình Dù thống nhất sẽ bàn sao khách hàng cho ngành điện quản lý trước ngày 22 tháng 9 năm 2019. Điện Văn Lâm chúng tôi sẽ phù hợp với cả các đơn vị liên quan lập các cái phương án đầu tư. Ví dụ như là xây dựng bổ sung thêm các cái trạm biến áp cũng như là đầu tư cải tạo các cái phần mà đường dây dẫn, đường trục cũng như là các cái phần đường dây nhánh cũng như là các cái vị trí cột điện để làm sao mà đảm bảo cái cung ứng điện an toàn và đảm bảo cái chất lượng điện năng tốt nhất cho khai hàng. Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông tỉnh, trong 3 ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, trên địa bàn tỉnh ta đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người và làm bị thương 1 người. So với 3 ngày nghỉ lễ quốc khánh năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương. Tai nạn giao thông xảy ra tại huyện Khoai Châu và Yên Mỹ. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông do lỗi chạy quá nhanh, không chú ý quan sát, về hoạt động vận tải khách ổn định, không có tình trạng tranh giành khách và trở quá số người quy định. Trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh không xảy ra ùn tắc giao thông. Trong công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 478 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền xử phạt trên 340 triệu đồng. Trong 8 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn thành phố Hưng Yên xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người và làm bị thương 8 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao thông tăng 3 vụ, số người chết tăng 4 người. Nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là do các phương tiện không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát và tránh vượt sai quy định. Đặc biệt, người điều khiển phương tiện giao thông khi đi đến các khu vực đường giao nhau không giảm tốc độ, không nhường nhịn nhau dẫn đến tai nạn giao thông xảy ra. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đề nghị mọi người khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, đặc biệt khi điều khiển phương tiện giao thông Đến khu vực đường giao nhau, cần giảm tốc độ, chú ý quan sát để đảm bảo sự an toàn, tránh tai nạn giao thông xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.